cuộc đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ chờ cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em lòng khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ.
trần, che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương, mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trâu cao. Lúc vô là tình thể như hàng gái là có một thầy của tôi. Thì hai thầy với thầy và là bốn người với năm cậu. Rồi thôi, giờ cũng nói nhiều nữa, bây giờ chấp nhận cho nhập gia thì cũng chấp nhận nha. Nhận bốn mâm lễ vật và một mâm chậu. Giờ để tiếp tục thì để nhanh lẹ thì em mời vợ cô dâu ra đi rồi hai đứa bắt đầu lên nhập lễ chưa? Lễ gia tiên. Rồi để cho. Bây giờ cái này chắc phải để trên bàn này nè. Để trên bàn. Đây. Rồi, con mời mẹ con nha. Rồi, chú gửi cho mẹ cô dâu nha. Còn. Rồi, dâu gửi nó gì nha. Rồi, chú gửi cài hoa cài áp cô dâu đi vậy. Con. Rồi, ok. Dạ, bác cứ làm tiếp nhé. Có hoa cài... Dạ, bác nhận hoa đi. Cô dâu nhận hoa đi dâu. Xin phép họ nhà trai cũng cho vị bạn thời gia tiên trên lòng. Cho phép hai đứa nói và... Ô ba ơi. Không được, không tách ra được. Có nghĩa là nãy đâu vậy? Không tách ra được. Để gần hai cái lận của gì? Không được. Không tách hai cây ra. Không có hai cây. Không tách hai cây ra được. Dạ. Cây này là mặn thẳng. Tắt cái quạt mà được. Thank you.
Cái nó
cũng như chất ra luôn. Chất ra để luôn. Mình lấy cái quả vậy. Cũng như cái trầu thì để lại đàn gái luôn á. À. Mình xin cái quả về mình trả người ta. Dạ dạ. Trưởng đàn thần nhất lũ nhóc mang bên giống qua đây anh cần tất lầm vô miền Tây không có như còn phải dễ chỉ cần gặp đầu anh luôn cho phải lễ ba con lỗi sớm hôm bữa em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê vậy nào người ơi ga gáy dậy đi nè dậy ăn cái gì cho nó một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta được nhìn em luôn cười vui là đời em mãi luôn an bình muốn em là má của con anh là sau này muốn em là con của tía má anh lâu dài nhất bãi thiên đình nhì bãi cao đường cụ thể giao mãi đêm nay ta sai ta mãi thắng hai qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi chúng ta chung một nhà thôi nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian muốn em là má của con anh là sau này muốn em là con của tía má anh lâu dài nhất bãi thiên đình nhì bãi cao đường cụ thể giao bãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai mời mời quý vị ăn tối rồi và tiếp theo là phần lễ cha mẹ người đã có công nuôi nấng dạy dỗ để trưởng thành thì hôm nay hai vợ cháu đã thành lập gia thất nên những cái công ơn này hai cháu ghi nhận và đây là nghi thức làm lễ cha mẹ. Kính mời ông bà
Dũng và Nga tiếng Nga phía trước để cho cháu mẹ. Rồi, đứng sát vô ba mẹ luôn, dâu gể rồi. Rồi dâu gãy nhìn máy nè, dâu gãy rồi sát vô mẹ luôn, dâu ơi đứng thẳng, dâu gãy đứng thẳng người lên ha. Rồi dâu đứng thẳng lên đúng rồi, rồi đưa nè nha. Rồi ông bà cũng ly luôn, ông bà cạn ly luôn nha. Hay hay còn trở lại đây là sáng 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 lại sao lễ bây giờ để ra để đi lại đi ha. Dạ chúc con nghe hai hai đứa trăm năm hạnh phúc nha, nghĩa tàu khen nha, vô việc lễ tạo. Lễ các chú, các bác, các cô các dì dưỡng thân tộc có hai họ bên nội và bên ngoại. Bây giờ ở đây thì nội ngoại đã vắng rồi, bây giờ chỉ còn lại là cô hai. Trước mặt tại đây thì có cô hai, mời cô hai Hưởng đến ngồi để cho hai cháu chân rượu. Bây giờ là cô mấy cô cái gì mình qua bên này giúp con, đi lại bên này nó nắng lắm. Nắng hả? Rồi. Chú Quân cứ khen rượu lên trên giúp con. Này giúp cô nữa cũng phải chia. Cô hai đứa chế cô dâu nó quay ra con nè. Đúng rồi. Đó, rồi cô hai nhận rượu một tay thôi nha. Rồi, đứa nhất xích hơi dễ chút xíu cô dâu này nha. Rồi dâu cứ qua cô hai kìa. Rồi, cứ mời rượu đi, rồi mình nhìn ra trước nè. Rồi nhìn ra trước nhìn con nè, tươi nè. À, hai, ba. Rồi, cô hai cứ gửi lời cho cô dâu, cứ gửi lời nha. Cô hai chúc cho hai con sống với nhau đến ngày cuối cuộc đời luôn luôn hạnh phúc vui vẻ, gia đình luôn đầm ấm. Cô hai chỉ mong vậy thôi. Cô hai rồi mời cô hai về dùng trà tới mời cô ba bay lên được đi qua khéo thì dắt rồi. Con bẻ cái quạt sát cho cậu ba, sát cho dùng dắt đây nè. Cô ba đứng vô rồi cô đứng xích quay chú rể nha. Xích rể đúng rồi, rồi con nhận đồ con tay thôi. Dạ vô ơi, xét tự hai đứa ở chung một lớp để đứng xét lại vô ơi. Rồi mình nhìn đây giùm con nè, tươi nè, dạ tươi à, hai ba dạ rồi. Rồi hôm nay là ngày vui của hai con, cũng là hai con sẽ nắm tay chặt tay nhau nó suốt cuộc đời và 5 năm hạnh phúc nhé. Cái này là quà của cô ba với các anh chị gửi cho các con. Cô sáu thì sao? Cô sáu thì sao? Rồi hai cô chú là chú nào? Ông liên hệ cái người đó của Hoa Kỳ chị mở máy đó. Mở máy hả? Rồi bây giờ ba đứng bên về chú đứng bên xuống làm gì vậy? Để chú con mời người chú và đây cho cả ý chị ba. Rồi mình nhận bộ một tay thôi cô chú ơi. Dạ nhìn đây giùm con nè, dâu gãy xét cho cô chú xíu nha. Đúng rồi, là nhìn đây nè, tươi nè. Ok nè, ba nè, ba rồi cảm ơn. Ông có cái bài học gì, cái trang cuối gì chỉ cho cháu. Đây là phần quà của
cô Sáu và hai cháu hạnh phúc trăm năm nha. Còn đây là của bác Tư Mỹ. Bác Tư ở Mỹ đó. Đấy là một trân trọng quan trọng thọ coi lúc học kinh nghiệm nha. Đấy là bác bảy trai bác bảy gái hai con đồng ruộng cho thầy và góp này đi bác bảy xét danh cuối cho con đó là vợ dân bác bảy giống bác bảy gì được rồi hai bác có kinh nghiệm gì chỉ cho hai cháu. Con mình nhận rồi một tay giúp con nha. Dạ, mình đây giúp con mà. Dạ, chú thôi giúp con chút quà, chú để cho cô dâu xuất quà giúp con nha, cô dâu xuất quà. Dạ, bây giờ bà lên. Dạ, bà lên. Dạ, nói cậu tám ở tám là chuẩn bị luôn. Dạ, cảm ơn bác Hoài. Bây giờ xin thưa với tên mẹ của Duy Châu á. Đến để cháu làm lễ. Cái nở nha đang đẹp đúng rồi nha. Rồi con cảm ơn. Dì hai. Họ có học gốc thêm nữa. Đi được rồi, cô hai. Chồng không có cho ý chỉ gì chứ này. Rồi cô ơi cũng chúc hai con được trăm năm hạnh phúc nha. Rồi cô ơi, cô nhận hữu nhìn đây con à. Dạ chính xác rồi má dì dưới con. Rồi nhìn thẳng đây giùm con nha cô ơi. Giao kể tí xin cho cô. Nè ba nè ba. Rồi con cảm ơn. Dạ 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 năm rồi cô chú xuất lên chú gãy dùm con nha. Xuất rồi đây. Rồi mình nhận rượu một tay dùm con đi cô chú. Dạ mình nhìn đây giúp con nè cô ơi. Dạ 2, 3, 2, 3 rồi con mời. Năm gửi cho bà cháu hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn dì Năm, cảm ơn dì Năm. Tới cậu tám, hỏi tám. Không có đâu thì mình làm đâu. Cô mừng cho cậu tám. Dạ rồi cô chú ơi, mình nhìn đây giúp con. Dạ, xem xét lại. Xem xét lại. Rồi, nhìn đây giúp con nè, nè. Bây giờ tới hết một ly chứ. Có một, chưa có một. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn bà. Hai bác xui. Bác xui một, bác xui hai đi. Tới bác xui hả? À, bác xui cơ đốc, bác xui thành phố Hồ Chí Minh. Mời hai bác xui cùng đứng để cháu dân rượu. Tới kêu anh chị chuẩn bị rồi. Anh hai, chị hai chuẩn bị. Rồi, hai bé ơi. Anh hai ra cái dân vụ đi kìa. Rồi mình nhìn ra đây giúp con nè. Dạ, nhận
Tiếp theo là bạn nha. Dạ tươi nha. Ba nè. Đó chẳng vậy á. Dạ dạ con là ba hả? Con là ba. Dũng ba. Dũng ba. Ba mời Dũng ba vô. Hai bác cũng chúc cho cháu chăm ngoan. À cho cháu là cảm ơn bé. Dạ. Thôi, chúng ta bác sĩ vô đây. Bác sĩ sáng rồi chích thuốc không mà chạy. Hả? Chạy dân ba vô. Dân con vô. Tại vì người ta anh ba cô độc rồi. Dân ba. Một ly được rồi. Một ly hai đứa. Ba. Rồi. Rồi, được rồi. Chúc cho hai cháu nha. Trăm năm hạnh phúc nha. Bác ơi. Bác ơi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Không uống rồi. 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 Tùng ơi, hỏi thầy Giao. Thầy Giao, ba nuôi của thầy Giao là ba nuôi á. Ba nuôi con thỏ. Thầy Giao hả? Thầy Giao thôi, có thầy Giao. Thầy Giao vô chưa? Không. Thầy Giao đâu rồi? Để đi ra. Nhìn lên chú rể ơi. Sáng đi ngoài không biết thầy Giao về chưa? Không biết, không biết. Vậy hả? Tiếp theo là Châu ơi, Châu đi kiếm thầy Giao ngon nên có thầy Giao bạn đi thầy Giao là ba nuôi ta đó. Thầy Giao thì không biết. Lại đâu nó út rồi ở đi. Rồi tới cô ba Sài Gòn rồi, cô ba Sài Gòn. Bà hội đồng. Bà hội đồng. Hội đồng. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng luôn. Mắt ngắm hội đồng quên cầm ngựa luôn. Cầm hội đồng là không có cần đúng. Ba nhìn thấy giúp em không ạ? Dạ tôi nha. Hai, ba, hai, ba, rồi. Đã nhiều mấy người kêu đó. Ai ngửi mặt giống quá trời. Nét khu thê. Ôi, mà ba Sài Gòn trời hợp lớn vậy ta. Lộn hộp. Còn nắm tay cô dâu nhìn trước thì em nhìn nhà lấy anh ơi anh ba đi nữa có con đội chiến sĩ đúng rồi cây về dạ đúng rồi tôi hai ba hai ok đúng rồi chị kính thưa hai thông gia và quý quan khách có mặt hôm nay chương trình nghi lễ chúng tôi cũng đến đây là tạm dừng. Nếu có gì thì quý vị góp ý thêm cho bổ sung vào nghi lễ, còn không thì sẽ hai cháu đến xá ở nơi bằng Phật và bằng cúng dường thất tổ là xong nghi thức. Cô dâu chị nó đón khách vô đây ạ. Cứ làm bánh ăn nước rồi. Còn chút dâu vậy cho con nha. Rồi mình ngồi chờ để cho con thấy mình chút xíu nè. Rồi đúng rồi, còn chờ ra nhìn đây giúp con nè. Cho dâu rể Vĩnh Dư ly rượu. À Vĩnh Dư ly rượu cái dâu rể là cho dâu rể Vĩnh Dư. Không không, ý là cho dâu rể Vĩnh Dư ly rượu. Vĩnh Dư 23 đó. Đúng rồi, rồi giỡn cao lên tại vì cũng hơi thấp á. Rồi nhìn đây giùm em luôn nè, tươi nè, nè. Rồi hai ông xui đứng dậy cùng ly bắt tay giùm con cái luôn nha. Rồi, nhìn đây con nè, tươi ạ. Rồi, cho ông xin chèn hỗ tay luôn gia đình ơi. Rồi, rồi mời hai mẹ cái nha. Dẫn rượu đi, mình nhìn ra đây giùm con nè. Rồi, tươi ạ, hai ba. Rồi, hai bà xui cùng ly luôn. Cũng đi bắt tay luôn nha. Vô chị, vô. Vô. Một, hai, ba, vô. Vô. Chơi luôn, chúc ta luôn nè. Tẹ. Rồi, nhìn. Ok. Thank you.
Rồi vậy mời bạn ly rượu đi cô dâu ơi. Rồi ok. Rồi nhìn đây luôn ạ. À. Dạ tôi nè. 2 3 gãy ơi, gãy ơi, gãy. Gãy ơi, gãy. À trước nè. Đúng rồi, 2 3. Rồi ok. Ờ bạn con là bạn thân của Thơm. Nhưng mà từ ngày Thơm có cháu, cháu cũng thích bạn của con. Có một ít lòng thành. Con là hai miền hạnh phúc liên mỹ. Rồi rồi à, mình khoe hai chiếc nhẫn của bạn nha, hai chiếc nhẫn của bạn á. Đúng rồi rồi, cái bạn gì nè. À đó đúng rồi, rồi dễ thương nhìn đây nè, tôi nè, 2 3 2 qua camera cái nè. Đúng rồi, ok, rồi cảm ơn. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it at this point, we got that on your trong đời. Yêu anh ước muốn bấy giờ ngày đây rồi. Dù cho trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi. Till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô giọt nước mắt, cả hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu. Một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting and waiting to make. Till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Chỉ cần mình cùng bên nhau, bao gian nan sẽ qua mau. Anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. Yes, I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Get us now. I wanna hear you say I do. Với ngày 25 tháng 11 năm Quý Mão là ngày lành tháng tốt mà gia đình ông Trịnh Công Anh Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nga
quyết định là ngày kết tình thông gia với gia đình ông Quách Văn Giỏi và bà Trần Thị Thu Hương. Đến với buổi tiệc sáng hôm nay, tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu, đó chính là đến đây chúc phúc cho đôi bạn trẻ đôi tân lang tân gia nhân. Chú rể điện trai Trịnh Duy Châu, sáng diện của cô dâu xinh đẹp Quách Ngọc Thơm. Và một lần nữa xin thay mặt cho gia đình chủ hôn, cùng với ekip thực hiện chương trình anh ta đã sáng ban nhạc tiếng nhanh, cũng xin đồng gửi đến toàn thể quý vị lời tiếp đón nồng hậu. Vỗ lên chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa quý vị, anh hùng mà sánh giới thiền quyền, đẹp lòng cha mẹ lại đẹp duyên vợ chồng. Hôm nay cao thắm rượu nồng, chúc cho bạn trẻ mặn nồng thủy chung. Với mối lương duyên thật là kỳ diệu, từ hai con người xa lạ mà chàng trai mang tên Duy Châu và cô gái mang tên Ngọc Thơm, họ đã gặp gỡ nhau và họ đã trải qua bao nhiêu thử thách trong tình yêu. Và cuối cùng con thuyền tình yêu của họ đã cập bến bờ hạnh phúc và đánh giới người cửa hôn nhân. Và ngay sau đây, chúng ta hãy hướng mắt về thảm đỏ và chứng kiến cặp đôi hạnh phúc rạng ngời nhất của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời chú rể Trịnh Duy Châu cùng dìu tay người thương trăm năm của mình là cô dâu xinh đẹp Quách Ngọc Thơm cùng tiến lên lễ đài hạnh phúc. Một trong các một sức mạnh thật diệu kỳ, có thể làm nên những điều phi thường, có thật vừa cõi đời này. Kêu nhìn nhau cười cái gì? Nhìn nhau cười. Và kính thưa quý vị, có được ngày vui ngày trọng đại hôm nay, Thùy Duy Châu và Ngọc Thơm đã nhận được sự ủng hộ và chấp đôi cánh nhiệm màu của những bậc làm cha làm mẹ, bởi những người cao quý ấy đã hy sinh cả thời xuân trẻ của mình để nuôi nắng dạy dỗ, để hôm nay tận mắt chứng kiến Duy Châu và Ngọc Thơm trưởng thành và tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Bởi đấu ai điểm được vì sao, đấu ai điểm được công lao sinh thành. Và ngay sau đây xin được vinh danh những người cao quý ấy. Đầu tiên về phía đại diện họ nhà trai, cũng chính là song thân của chú rể Duy Châu và chủ hôn của bữa tiệc ngày hôm nay, xin kính mời quý ông Trịnh Công Anh Dũng và quý bà Nguyễn Thị Thanh Nga cùng tiến lên sân lễ. Chắc chắn rồi, ngụ tại Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Và không kém phần trang trọng và lịch lạc là sự xuất hiện của đại diện họ nhà gái, cũng chính là song thân của cô dâu Ngọc Thơm. Xin kính mời quý ông Quách Văn Giỏi và quý bà Trang Thị Thu Hương cùng tiến lên sân lễ. Một cái bắt tay giòn giả chào đón họ ta đến từ Vĩnh Thành, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân lễ bây giờ đây là một đại gia đình hạnh phúc và ấm cúng nhất của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hôm nay hai họ hợp một nhà, trai tài gái sắc đẹp như hoa, cô bác họ hàng vui phấn khởi và xin được phép chúc mừng hai họ kết thân gia. Với buổi sáng ngày hôm nay, vì tình thương mến thương của tất cả quý vị đã không qua ngày đường xá xa xôi đến đây chung vui cùng với gia đình, đó là niềm hạnh phúc khát khao chờ đợi của chúng tôi. Và ngay sau đây, về phía đại diện họ nhà trai cũng chính là chủ hôn của tiệc ngày hôm nay, đại diện là ông Trịnh Công Anh Dũng sẽ có đôi lời phát biểu đến chúng ta trong tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa bà con họ nhà trai cũng như là họ nhà gái, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Quý Mão, gia đình của chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Duy Châu và Ngọc Thơm. Quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi và những chút thời gian quý báu đến dự tiệc cưới chung vui cùng gia đình chúng tôi và có lời chúc phúc đối với hai cháu. Đó là một niềm vinh dự đối với gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin kính chúc quý vị dùng một buổi tiệc thật là ngon miệng.
Và trong buổi tiệc nếu có chi sơ suất thì xin quý vị cũng thông cảm bỏ qua. Xin trân trọng kính chào. Vâng, xin được cảm ơn ông rất nhiều. Những lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng. Đó là niềm hạnh phúc khát khao của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, với những gương mặt thật là tình cảm đã đến đây chung vui cùng với gia đình. Và bây giờ đây, xin được phép thay mặt cho chủ gia một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều, và chúc cho toàn thể quý vị một buổi tiệc thật ngon miệng. Và đại gia đình của chúng tôi xin được phép gửi đến toàn thể quý vị cả một bầu trời yêu thương và một đại dương hạnh phúc. Và Duy Châu Ngọc Thơm ơi, hãy cùng dời gốc ngọc của mình tiến về tháp ly tình yêu, và hai bạn sẽ cùng chung tay bật nắp champagne khơi nguồn hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, Duy Châu và Ngọc Thơm đang cùng nhau tay trong tay rót đầy những giọt mặt yêu thương, những dòng champagne đang tuôn chảy tựa như suối nguồn hạnh phúc mà đôi bạn trẻ dành cho nhau, sẽ chạy mãi đến thiên trường địa cửu. Từ nay ta đã có đôi, như chim liền cạnh, như cây liền cạnh. Và xin được mến chúc cho Duy Châu và Ngọc Hơn trong tương lai sắp tới, sinh con thì trai gái đủ đầy, trai thì tuấn tú, gái thì nết na, một đời phú quý vinh hoa, gia đình hạnh phúc bên nhau trọn đời. Và cho dù tình yêu thứ nhất hai bạn đã rất rất đẹp, và xin mời hai bạn sẽ cùng chung tay tiếp tục cho dù tình yêu thứ hai của mình. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định Thơm về với Châu, hết rồi áo tim áo xanh, bây giờ Thơm đã có Châu là chồng. Thành kính của mình, và dâng lên cho cha mẹ hai bên những ly rượu kính. Đầu tiên hai bạn sẽ cùng dâng lên cho cha mẹ hộ nhà trai, cô dâu sẽ dâng cho mẹ và chú rể sẽ dâng cho cha. Xin được phép mời cha mẹ nhận cho chúng con ly rượu này, và kể từ nay xin được chúc mừng hộ nhà trai đã có thêm một cô dâu hiền. Và chú rể ơi, hãy nhận hai ly rượu tiếp theo, và hai bạn sẽ cùng dâng lên cha mẹ hộ nhà gái. Và xin được phép mời ông bà nhận cho đôi bạn trẻ đi rượu kính, và kể từ nay xin được chúc mừng họ nhà gái đã có thêm một chàng rể quý. Và Duy Châu ơi, hãy nhận hai ly rượu tiếp theo, và cùng đến đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp của mình nhé. Và xin được phép mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ nghiêng vào nhau và cùng đan tay chéo vào nhau và sẵn sàng cho nghi thức uống rượu vào bồi nha. Và kính thưa quý vị ơi, trên sân lễ bây giờ đây, đại gia đình của chúng tôi đã sẵn sàng lấy rượu của mình trên tay, và cô dâu chú rể đã rất háo hức cho phần nghi thức này. Để hòa chung niềm vui này, xin được phép mời quan khách, tất cả quý vị của chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho mình một ly bia, một ly nước suối, một ly nước ngọt. Và sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ cùng hô thật to để chúc mừng đại gia đình của chúng tôi ngày mà họ được viết chung tên trên cánh thiệp hồng. Nào quý vị ơi, cùng dậy lên nào! 1, 2, 3, và 1 trăm phần trăm nào quý vị ơi! Hôm nay Summer trước mai, tình trong một khắc nghề dài trăm năm. Và xin được mến chúc cho tình thập gia ngày càng khắc khắc và bền chặt hơn nữa, và chúc cho Duy Châu và Ngọc Thơm lớn phùng hòa minh, sắc cầm hậu hiệp.
Và để cho đại gia đình của chúng ta có thêm một khoảnh khắc đáng ghi nhớ nữa thì con xin được phép đại gia đình của chúng ta sẽ cùng tạo dáng trước ống kính. Và bây giờ đây con xin được phép mời hai ông xui sẽ phát pháo đầu tiên ạ. Xin mời hai ông xui sẽ tiến về phía trước và cùng nhau bắt tay ạ. Và phía sau là hai chị xui xinh đẹp. Hôm nay hai chị xui rất đẹp trong hai bộ áo dài rất là tuyệt vời, tỏ sáng cho sân lễ ngày hôm nay. Và mời sáu người chúng ta nhìn thẳng vào ống kính mà nở một nụ cười rạng ngời đi ạ. Rồi con xin mời hai ông xui, hai bà xui nắm tay nhau trở về bàn tròn luôn ạ. Và thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, với sự chứng kiến đông đảo của tất cả quý vị, đó là niềm hạnh phúc khát khao chờ đợi và nụ cười hạnh phúc đã rạng ngời trên đôi môi của Ngọc Châu và Ngọc Hơn. Và để chúng tôi có thể an tâm hơn, vững lòng hơn về mối hôn nhân của hai bạn, thì bây giờ xin được phép mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy thể hiện tình cảm của mình để chúng tôi chứng kiến trực tiếp tình yêu tuyệt vời này thông qua một nụ hôn thật nồng nàn, thật say đắm. Và xin được phép mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ quay vào nhau mặt đối mặt ạ. Hai tay của cô dâu hãy đặt lên bờ vai của chú rể. Hai tay còn lại chú rể hãy vòng qua vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn của người thương. Cho nhau nhau cái nhìn thật là trìu mến. Và sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ bắt đầu nụ hôn này. Hãy hôn thật sâu, hãy hôn thật lâu, để máy ảnh có thể kịp ghi lại khoảnh khắc này. Now chuẩn bị 3, 2, 1 và hôn thật lâu nào, Duy Châu Ngọc Hương ơi. Và xin chào quý vị, nụ hôn vừa rồi tuy rất vội vã, đó cũng là một hành động e thẹn cho những ngày đầu khi hai bạn đã chập chững bước vào con đường hôn nhân, con đường với cuộc sống của vợ chồng, kết thúc cuộc sống độc thân. Và kể từ nay ta đã có đôi, ta đã cùng nhau cùng thức giấc chung một giờ, khép mi chung một giấc. Và xin được chúc mừng cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê. Và chúc cho toàn thể quý vị một buổi tiệc thật ngon miệng. Cảm ơn gia đình đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi, đồng hành cùng ngày vui của gia đình. Và một lần nữa xin được trân trọng kính chào. Và cô dâu chú rể ơi, hãy cùng đến từng bàn tròn để ra mắt các vị khách quý nha. Ngồi buồn một mình đêm la đêm qua, tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà. À thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên 10, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao, em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao, em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Theo nhịp piano anh bồi hồi, bia đã ngâm, anh đã thấm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây, ông bom đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Nốt hôm nay anh không sai không về đâu, hãy nắng hãy dâng ly trà mừng ngày nàng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui từng ta đừng tưng 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 một chàng dấu tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ? Nhảy múa hát ca, trèo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha. Bà con xâm diện qua xa lang hôm nay, úi giời hai ba chục lon anh chơi tóc tay. Vì anh thương em từ thói lên 10, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười.
ngược chiều dòng sông xưa, còn đây hình bóng cô nàng tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn đường. Tình yêu của anh trao em, cơm xá em trao em, gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn đường. Tình yêu của anh trao em, cơm xá em trao em, gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả. Vẫn còn là thiếu nữ, thường ngủ từ chiều cho tới mai. Cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa nếm, sao em đã cưới ai. Nhớ không cấy hồi hôm bữa còn kêu ca, chén bao thân chồng còn chưa biết điêu ngoa. Vậy mà hôm nay em đã xa vào lối u mê mất rồi, bởi ta đại thiếu gia. Thôi tim anh ở đây đang trống tên, xuôi có bao không gian tìm bóng em. Anh luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại, anh là đó là chồng em. Ta bên nhau trăm năm bạc mái đầu, số kiếp anh nên phải dài lòng. Nhưng lại nơi đây em bên ai khác anh chẳng xa. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn đường. Tình yêu của anh trao em, thơm xá em trao em, gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn đường. Chắc chắn yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em, từ ông xa em trao em, gọi em để dành. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút say. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Rồi sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi.